hội hỗ trợ. Chị có thấy đường không? Dạ. Chị có thấy đường không? Dạ, thấy cái bóng thôi ạ. Thấy cái bóng thôi á? Dạ. À, bán vé số, bán luôn cả mấy thứ này. Anh cho em hỏi nha. Dạ. Nếu mà không có đúng, anh đừng có giận nha. Dạ. Em nghe tiếng anh giống như cái anh Tấn Dương ở trên mà ở trên Sài Gòn ngày nay. À, thế à? Nghe giống quá à? Dạ, giống. Sao em biết? Em có mở lên mạng hay coi cái chương trình này chương trình kia đó. Nhưng mà sao lên mạng mà lại biết được, em đâu thấy đường đâu. Dạ, lên mạng, nhờ người ta lên mạng rồi người ta mở cho mình coi. Nhờ người ta lên mạng mở mình coi á. Dạ. À, nghe giống lắm à. Dạ. Nhưng mà không phải. Dạ. Rồi, thế em tên gì và ở đâu? Em muốn nhà ở chợ Gò Vấp á anh. Muốn nhà ở chợ Gò Vấp. Dạ. Thế có ở cùng với anh Cường Mù không? Dạ không ạ. Có biết anh Cường đấy không? Dạ biết. Em mướn nhà gần đó thôi. Ồ, mướn nhà gần cho anh Cường à? Dạ. Nhưng mà ổng ở trong hẻm, em ở ngoài đường. Ồ vậy à? Dạ. Mà thấy sao anh Cường cũng lên mạng được mà. Anh Cường anh hay lắm á. À. Thôi bây giờ mời em ngồi uống nước xong hỏi chuyện em rồi cho tiền em được không? Dạ em cảm ơn ạ. Ờ thế bây giờ để... Em uống nước gì? Dạ em uống nước suối. Nước suối á? Thôi không uống nước suối, trà tắc cam ép. Trà tắc cam ép rồi nước mía có. Em tên gì? Dạ, em tên Sương ạ. Sương? Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 28 tuổi. 28 tuổi. Có người yêu chưa? Dạ em có chồng, có con rồi ạ. À có chồng, có con. Dạ. Mấy con rồi? Dạ một đứa ạ. Một đứa, con trai con gái em? Dạ trai. Trai. Đây đẹp gái này đi bán vé số, đi bán mấy thứ này sao không dẫn chồng đi theo luôn? Chồng em cũng không thấy đường. Ổng về, hồi nãy có đi theo mà ổng về trước, về nấu cơm rồi. À, về chồng đi nấu cơm, về trước nấu cơm. Xong ăn cơm bụi ở ngoài? Ăn ở ngoài, mình đi bán nhiều mệt lắm, chưa ăn được, phải về, phải nghỉ ngơi, khỏe mới ăn được. Vậy là về phải nghỉ ngơi rồi mới đi. Em thì quê gốc ở đâu? Dạ Đắk Lắk anh. Quê gốc ở Đắk Lắk à? Dạ. Đây bán đủ thứ đồ này, bút này, bút thiên long luôn nè. Bút viết này thì nhiêu tiền một cây? Dạ 2 cây 5 ngàn. Bao nhiêu em? Dạ 2 cây 5 ngàn. 2 cây 5 ngàn. Móc khóa rồi, đây còn có cả móc Phật Bà Quan Âm này. Mấy cái này sao em không gài vào đi này, có sợ nó rớt đâu? À, mấy cái móc này phải gài rồi chứ. Thế là hai vợ chồng bây giờ thuê nhà ở đây. Dạ. À, thuê nhà ở Gò Vấp. Là thuê phòng trọ thì một tháng bao tiền? Dạ, một tháng 1 triệu 6. Đây, để anh giữ cho. Tháng 1 triệu 6. Phòng cũng nhỏ lắm anh, không lớn. Thế rồi con em thì đi học gì? Nó ở dưới quê với ông bà ngoại. Con ở dưới quê với ông bà ngoại. Con chồng em thì ở đâu? Chồng em quê gốc ở Long An. À, ông xã gốc ở Long An, còn em Đắk Lắk, làm nào mà quen nhau mà yêu nhau? Cũng là duyên số, anh đi bán vé số gặp. À, đi bán vé số xong rồi gặp. Xong rồi làm nào mà lại nhưng mà gặp xong làm nào mà vì gặp chỉ chóng vánh thì làm nào mà tỏ tình nhau được để mà thành vợ chồng? Ban đầu thì cũng nói chuyện điện thoại qua lại như bạn bè bình thường thôi. Ừ. Nhưng mà làm như nó có cái duyên, cái số làm như mình hợp cái tính nhau đó. À. Rồi mình quyết định đến với nhau luôn. Thì khi mà hai em quyết định đến với nhau thì gia đình có cản trở hay là tác hợp gì không? Dạ gia đình không có cản trở, tại có một bên gia đình em thôi, còn bên gia đình ảnh thì không còn ai hết. À, gia đình nhà anh nghĩ là không có ai. Dạ. Vậy anh ấy mồ côi hay sao? Dạ, không có mồ côi, như con nuôi của người ta thôi. Khi lớn lên rồi người ta không có... Người ta có con, có cái riêng của người ta hết rồi. Ông tự lập được thì ông tự sống thôi. À, tức là anh ấy là được nhận thành con nuôi. Dạ. Rồi.
Thế đi em đi bán này thì sáng đi từ mấy giờ? Dạ 6 rưỡi em đi rồi. 6 rưỡi đi rồi. Đấy, mấy giờ thì về? Em bán hết vé số giờ nào thì em về giờ. À hết vé số thì về. Dạ. Vé số còn nhiều không? Dạ cũng còn nhiều ạ. Nhưng mà không hết thì sao có trả được không? Dạ không hết thì không trả được, nhưng mà mình làm sao mình ráng làm sao cho nó hết. À. Một ngày em bán bao nhiêu tờ vé số? Một ngày em lãnh thêm 100 tờ vé số. Ờ, 100 tờ vé số. Thì 100 tờ vé số thì lời được nhiêu tiền em? Dạ, 115 ngàn. À, lời 115 ngàn. Còn mấy cái đồ này thì mấy cái đồ như lược rồi nọ kia này thì lời được nhiều không? Dạ không, anh bán cái này cũng nhờ tình thương của cô bác anh chị người ta cho thêm thôi, chứ à, mấy cái này thì không có lời bao nhiêu hết. Nhờ dạ, cô bác anh chị cho thêm. Dạ. Thì ví dụ ta mua cái món đó 5 ngàn thì ta cho thêm 2 ngàn hoặc 5 ngàn nữa vậy đó. Ờ. À, vậy là bình quân mỗi ngày thu nhập được khoảng 200 ngàn không? Dạ cũng được 300 anh. Tại vì tiền xe của em là một ngày là hết 100 mấy rồi. Ồ vậy á. Thế, dạ. Tiền xe là ai chở đi? Xe ôm mối. Xe ôm mối. Dạ. Ờ, cũng xe ôm mối chở đi. Còn chồng em đi theo thì ảnh đặt GoViet đi, nó đỡ được cái khoản. GoViet là sao mà đặt, anh ấy có nhìn thấy đường không mà đặt được? Không nhìn thấy, nhưng mà ảnh xài cái điện thoại mà dành cho người, có cái cài phần mềm dành cho người khiếm thị đó. À. Nó cũng dễ. Có phần mềm xài cho người khiếm thị. Dạ. Thế con của em thì là cũng mắt sáng bình thường như thế? Dạ, nó bình thường. Thế còn hai bọn em là bị bẩm sinh à? Em với chồng là bẩm sinh bị... Dạ, 2-3 tuổi mới bị anh. À, là bệnh gì mà bị em có hồi nghe nói không? Ba. À, sốt phát ban không bị. Dạ. À. Thế rồi có tính sinh thêm cháu nữa không? Dạ không ạ. À, thế còn bây giờ cháu con của em là bây giờ mấy tuổi rồi? Dạ lớp 6 là 11 tuổi ạ. Wow, lớp 6 11 tuổi. Dạ. Đây đây. Em uống nước đi nè. Dạ. Em uống nước mía đi. À, em mời anh ạ. À, rồi được rồi, em uống đi. Dạ. Đây có cái ghế ở đây để này. Cô biết bé đã ế này à? Thì đi bán cái hàng bên ngoài á. À cũng anh em có quen Cường đó không? Dạ bạn bè. Bạn bè? Dạ. Thế có bạn nào không giới thiệu cho Cường? Cường thấy bảo cũng bây giờ đang ở phòng không mà. Em có biết thông tin gì về Cường không? Nói chung là em biết cũng nhiều, nhưng mà em nghĩ chuyện ai người đó làm, mình có biết chuyện của người ta thì mình cũng để vậy thôi. À. Nên nói. À. Hoặc là chuyện ai người đó làm đúng không? Dạ. Ừ, rồi. Không, ý anh chỉ hỏi là bạn bè biết nhau thôi, có phải là anh đó có phải là người tốt không hay là thế nào nào đấy để mình biết, để mình chơi lâu dài thôi. Để cho con tờ giấy sống đi. Cầm tiền em biết. Em biết tiền tờ nào và tờ nào không? Dạ biết ạ. À. Có khi lâu lâu cũng lộn anh. Lâu lâu cũng lộn. Nhiều khi tiền cũ quá rồi nó. À. Dạ. Còn em đi bán vé số này em có gặp khó khăn gì không? Nói chung gặp khó khăn thì cũng có khi gặp khó khăn cũng nhiều. Nhất là mấy cái tháng mưa đó. Ờ. Không có đi buôn bán được. Tiền nhà trọ này kia thôi, còn tiền ăn thì cũng được. À. Dạ. Tiền trọ là 1.5 triệu một tháng. Là 2 triệu 6 là hai vợ chồng, chưa kể điện nước. Dạ. Và tiền xe thì cứ mỗi ngày là hơn trăm ngàn, dạ, trăm mấy ngàn. Đi gần thì bán nó cũng ít lắm, phải đi xa. À. Dạ. Sao không làm cái nghề, anh thấy có cái nghề như là mình làm nghề massage gì đấy cho người khiếm thị. Dạ, em không có duyên với nghề đó. À. Với lại cái nghề đó là thu nhập nó ít lắm anh. Chỉ vậy có à? Những người mà độc thân á, ta không có gia đình á thì người ta mới được. Còn mình có gia đình, có con, có cái, mọi thứ chi phí đủ cái tiền hết. Mình làm cái nghề đó thì nó không có đủ chi. Hôm nay đây anh gặp em ở đây thì anh gửi có chút quà gửi biếu em. Để anh chút xíu. Thì anh gửi em số tiền này để em coi thử xem là bao nhiêu tiền. Có một tờ thôi.
500 ạ. Ờ, rồi sao biết 500 ngàn? Dạ biết, nó mỗi tờ tiền nó đều khác nhau, nó giống. Rồi số tiền này của anh Dũng, chị Thu ở Mỹ, anh ấy có gửi anh bảo gặp những cái người mà có hoàn cảnh dễ thương như em đó, thì gửi một chút và động viên cho em. Dạ, để giúp em trong cái bước đường sinh sống hàng ngày bớt khó khăn hơn. Dạ. Chia sẻ yêu thương mỗi người một chút. Rồi em cảm ơn anh Dũng, chị Thu đây. Dạ, em cảm ơn anh Dũng, chị Thu rất là nhiều đã giúp đỡ em, tuy rằng không nhiều nhưng mà số tiền này cũng đã giúp cho hai vợ chồng em cũng có được một cái cuộc sống đỡ hơn, đỡ vất vả hơn. Thôi, anh nghĩ là chỉ một bữa ăn ngon thôi. Nhưng mà như vậy là cũng hạnh phúc rồi. Thế em có thể ngoài cái này thì anh thấy em hát rất là hay, bây giờ thì em có thể hát tặng một vài bài được không, để bên anh giới thiệu thêm một cái nhân vật nữa để cho các cô chú biết, để mai mốt ủng hộ em được không? Thì bây giờ em giới thiệu lại em tên là gì và số điện thoại bao nhiêu được không? Dạ được rồi. Em nói đi. Dạ em tên là Sương ạ. Số điện thoại của em là 0919358952. Có một chồng và một con. Dạ em đã có gia đình riêng và có một đứa con. Năm nay học lớp 6 rồi. Rồi công việc hàng ngày của em dạ, là gì? Công việc hàng ngày của em là đi bán vé số, bán những hàng rong. Rồi bây giờ cảm ơn em, thì chúc em sức khỏe. Bây giờ anh sẽ dừng cái video ở đây, sau đó anh sẽ live stream để em hát chừng một vài bài để khán giả biết thêm về em, để mai mốt có ai ủng hộ cho em thì có thể gặp trực tiếp em để ủng hộ. Hoặc là nếu mà gửi qua anh thì anh sẽ gửi giúp em thêm được không? Rồi ok, rồi cảm ơn em nhá.